Chào tất cả các bạn, sau đây mình hướng dẫn các bạn làm một cái bể cá bằng thùng xốp cho anh em nào mà thích nuôi cá nhé. Đây là cái bể cá mà mình làm từ thùng xốp này, các bạn quan sát nhé. Đây, có giu cá đang bơi này. Thì để làm được cái bể cá bằng thùng xốp này thì các bạn mua một cái thùng xốp lớn lớn một chút, càng lớn càng tốt. Đấy, thùng xốp này khoảng mình mua ở đây khoảng 20 ngàn. Thì sau khi mua về rồi ấy, thì các bạn lấy xi bột mình trộn nước, sau đó mình chét lên xung quanh thùng xốp. Các bạn thấy ở đây đúng không, chét lên. Nhiều người nhìn qua ở ngoài thì có vẻ giống như là thùng cái tường thành bê tông, nhưng mà thực ra là phía trong là xốp, ở ngoài thì mình chét xi bột lên. Rồi phía trong thì để cho đẹp thì các bạn bỏ thêm ít hòn đá để làm hòn non bồ nữa, như như mình làm ở đây này. Hòn đá này thì nó có dạng giống như tháp bút, tương đối là đẹp. Thì để đẹp hơn nữa ấy, thì bạn nào mà thích thì bỏ thêm một ít bèo nữa, bèo ở trên mặt nước này thì nó rất là đẹp. Đúng không? Ở dưới này mục đích là mình để đá là để cho có các cái hang, cái lỗ ở dưới này mình thả cá xuống đây, có thể là thả cá trê hoặc là thả cá rô hoặc là cá cảnh cũng được, để cho nó bơi cho nó đẹp. Đấy, mình thả xuống dưới thôi. Rồi ở phía một bên này thì mình có thể bỏ thêm cả cái chậu hoa hoặc là chậu cây cảnh, tạo cái phong cảnh có vẻ là nhìn hoang dã thì nó đẹp hơn. Ở đây thì mình để một cái chậu cây lưỡi hổ này. Đấy, cây lưỡi hổ này có vẻ để xung quanh cái hồ này có vẻ nó hoang dã thì nó đẹp không. Chú ý trong quá trình nuôi thì sau một tuần, khoảng một tuần các bạn phải thay nước đi. Đấy, chúng ta chùi bể để thay nước. Đấy, và thứ hai là mình phải cho cá nó ăn, có thể là thức ăn công nghiệp tùy từng cái loài cá mình thả. Tốt nhất là cho ăn cám công nghiệp thì cá nó phải khỏe mà đẹp hơn. Thì làm thì đơn giản thôi, chỉ cần một cái thùng xốp mua khoảng 20 ngàn, với lại các bạn mua khoảng 2 ký xi, 1 ký thì khoảng 3 ngàn, như vậy là 2 ký xi khoảng 6 ngàn. Vậy là tổng cộng cái bể cá này thì giá tổng cộng khoảng 30 ngàn. Đấy, thùng xốp càng to thì cái bể cá nó càng đẹp. Bạn nào mà có điều kiện thì mình mua gạch về rồi mình xây một cái bể, một cái hòn non bổ nó lớn hơn một chút thì càng tốt, đúng không? Nhưng với những cái bạn nào mà không có không gian hoặc là kinh tế yếu hẹp thì mình có thể làm cách này. Đấy, là một cái bể cá mini, mình thấy chơi nó rất là đẹp nha. Thank you.
Thôi chào các bạn nhé, chúc các bạn làm một cái bể cá thật đẹp nhé, để mình có thể chơi cho nó khuây khỏa, cho nó vui.